Đây là cây dạ lý hương. Dạ lý hương hay còn gọi là lý dạ hương. Nó là một loại cây thân gỗ cao trung bình tầm khoảng 1 đến 2 mét, có thể hơn nữa nếu mà điều kiện dinh dưỡng tốt. Thân khi mà còn bé thì thân nó sẽ là màu xanh xám như thế này. Lớn lên một chút thì thân sẽ chuyển sang màu nâu. Loại cây này thì rất là sai hoa và có hoa vào thường nở rộ vào mùa vào buổi đêm. Hoa rất là thơm. Nếu mà trồng nhiều thì có thể là sẽ hơi nồng một chút. Dạ lý hương có thể chữa các cái bệnh như là thấp khớp này, viện giảm viêm sưng. Đây cũng là một trong những loại cây hoa có mùi thơm đáng để sưu tập. Bọn này thì rất là sai hoa, hoa theo đợt liên tục. Cây này ưa nắng, còn tưới hàng ngày cho nó rồi tránh để ngập úng quá thì sẽ dẫn đến thối rễ cây. Hàng này thì em đang cung cấp nhiều. Đây là hàng bé size cao độ tầm khoảng 50 đến 70 cm, giá 85.000 một cây nhé. Đây, bầu rễ như thế này. Tuy thời điểm mà các bác đấy thì có hoa hay không, nhưng mà cần thì em sẽ chọn cho các cái cây đẹp nhất.